ok hết luôn quý vị ha. Đây, gần giờ tối nay khuya rồi. Lấy một cuộn ra khui ra cho các bạn lấy một kiện ra. Hàng nguyên kiện ha. Đây, vừa đóng theo hàng nguyên kiện của công ty bên kia là lúc nào cũng phải đóng bao giống vậy nha quý vị. Nó đưa về cho mình đó là mình phải lao bóc ra, mình phải đóng ra rồi cho các bạn. Đó. À, mình nhập bên trực tiếp không có bên đại lý hay Lào Cai, Cai Lào hay là Đại Lào gì ở đây hết nha quý vị. Cho nên các bạn đừng có hỏi mình là lấy từ đại lý nào ở dưới phía Bắc biên giới gì đó. Không, mình không có làm ăn trực tiếp với bên họ. Tại vì cái họ hàng nhập cái hàng nhập lô. Mà lô thì khỏi bàn rồi, có hên xui nữa. Hàng lô thì cũng hên xui nữa. Hàng lô kiện, họ có vốn, họ đầu tư hàng lô. Còn vấn đề chất lượng như thế nào thì các bạn tự kiểm để coi lại ha. Chưa, hàng của mình này, bạn thấy nó to không? Rất là to. Cái này hơn 40, chính xác là 42kg. 42kg, đây mình khui ra cho các bạn coi ha. 42kg, bạn trừ ha coi. Ai mà báo một kiện 30kg là xem lại cái kiện hàng của mình có đúng hàng không. Đó. Đi mua hàng mà đem lên cưng là phải cưng đúng lạng không? Mình phải vậy, cưng đúng hàng đúng mới lấy, không cưng đúng chạy về cho người ta. Mình báo cho bạn 42 thì đúng 42. Đây mình khui ra con này biết màu này. Ok. Rồi ha. Nói chung hàng phải đúng kiện đúng đồ. Đây, có trong kiện ha, cái gì đây, cái gì đây? À, sổ hướng dẫn ha, admin app. Đó, giấy hướng dẫn nè, các bạn thấy không? Sổ hướng dẫn ha. À, tên tung nè, tên tung sử dụng cho sổ. Ok. Còn đây là giấy chứng nhận của họ nè. Đó, các bạn thấy không? Đây, giấy hướng dẫn này kia thông số là có đầy đủ hết ha. Đây, mình mua là phải có ha. Bên kia cấp cho mình là không cần thiết phải mình để cho các bạn biết như vậy thôi chứ thực tế. À, các bạn lưu ý ha, trên những cái thùng xe nó có một cái mã gọi là cái mã đục của số á, cái mã đục của số ngày 2022 ngày 4 tháng 1 ha. Trên cái mã đục này nó có ghi màu sắc của trên cái giấy chứng minh là cung hỏa định miễn cung của tên trung chi chỉnh sơ sản phẩm cỡ hở chân. À, giấy chứng nhận nè, nói chung giấy chứng nhận của Trung Quốc nè về cái sản phẩm xe đạp điện á. À, bên đây là Thanh Xuyên Châu, Thanh Xuyên Châu Quay Xuyên Xỉn Khoa Cơ Dụ Xuyên Công Sư, ấy là của cái công ty Thiên Tân ha. À, công ty này là công ty Thiên Tân nè các bạn ha. Đây, trên cái mã nó có một cái mã code nè. Đây, nó mã code thì nó có cái thông số, đây là những cái thông số này nó cấp cho mình, nó có một cái mã quét đây thông số các bạn thấy không? Đây 20040214100435 đây là cái mã này mới chính xác của nhà cung cấp. Không, trên đó có những cái thông số về các bạn cứ từ từ ha, cho nên mình muốn biết là các bạn mua đúng xe. Còn cái bạn này đó là bên mình chỉ có thôi. Nói chung nó chỉ cung cấp cho bên mình thôi, còn cái vấn đề là nó còn về được không hay về được không là do mấy anh bên kia giữ lại ha. Rồi cái này là bên nhà cung cấp công ty của Thanh Xuyên Trao Quay ha. Đó, nó cung cấp cho mình ha. Đó, mình phải có yêu cầu mà. Đây là bản giấy chứng nhận mà. Để thông hành nó dễ hơn. Không có cũng sao, đối với các bạn thì không cần đâu. Nhưng mà đối với mình là mình cần xác nhận là cái hàng có đúng mẫu mà không. Thì đúng chính hãng không cho mình mới bán cho các bạn được ha. Con trước kia là hồng xanh, hồng xanh chánh, còn đây là chánh xanh tím nha quý vị. Đây, ai có nhu cầu cho thích là màu tím, màu cha xanh tím thì các bạn có thể liên hệ với mình ha. Rồi mình cho bóc ra nè quý vị. Đây rút ra thùng là như vậy nha quý vị. Rồi chút nữa lát mình gáp lên cái xe cho các bạn ha. À, các bạn nên nhớ hai cái là thông số thì nó đã có cái bạn chỉ dẫn lắm mình nói sau ha. Đây là bầu, các bạn chú ý nè, đây là mẫu mới của 2022 ha. Đây là mắm bông đúc toàn kim loại ha. Tất nhiên là nó sẽ nặng ký hơn cái dòng kia là 30 mấy ký rồi. Cho nên nó con này là chắc chắn là bạn cái kia đầu tiên có thể ngó là ngó vào cái bánh mâm trước nè. Bộ mâm này là mâm mùa 2022 nha quý vị. Đây, nó sẽ nặng ký hơn, tầm hơn 40 kg là bình thường ha. 40 kg là đúng chuẩn của nó, các bạn cứ để ý ha, mua mà chọn mẫu mới. Hiện giờ trên thị trường mình đó là có những cái dòng của mẫu cũ. Nó được phân theo dàn mẫu cũ nhưng mà nó sẽ ráp theo những chi tiết như cái này là ráp thêm nè. Màu sắc thì giống nhưng mà kiểu khác thì nó sẽ cơ cấu về trong nó sẽ khác luôn đó quý vị.
rồi chút nữa mình gáp lên. Và điều thứ hai nữa là cái mặt pin các bạn, cho nên mình không biết là ở thị trường đang bán có mặt pin có mạ tem không. Thực ra là dòng pin này sẽ có mạ tem. Và thứ hai nữa là cái này là mình sẽ gáp lên là chống nước cho các bạn, loại keo cao phutơ ha, để các bạn ổn định cho vấn đề đi dưới mưa, bị mưa này kia, dưới mưa thì các bạn không có bị hư pin. Cái này khả năng hư pin thì nó rất cao nếu mà trường hợp gặp nước mưa, cho nên mình sẽ lên cái phần về cao phutơ keo cho các bạn chống nước ha. Rồi đây là cái pin sạc của nó, dòng 48V A2A, tức là sạc nhanh lắm rồi quý vị. Đây 48V 2A ha. À, miễn trừ thủ, đây cái tên, okay. Đây ốc sạc này, thằng zin ha. Ok, là mình sẽ tháo ra từ từ cho các bạn coi. Chút nữa là mình sẽ khui ra hết cho các bạn ha. Ok quý vị, đây mình đang cho là chuẩn bị là mình gắn cái phần chống nước cho các bạn ha, mình tích cái phần keo cho các bạn, loại keo 704 ha quý vị. Còn một vấn đề nữa, đây thường thường những dòng pin này nó có một cái bao cái mạch nè, ba mạch đây thị trường ha, đây là cái mã code của nhà nó nè ha, cái mã code thì không có khả năng để không có trợ cho bạn test trên đó được, chỉ có mình test được coi trên cái ứng dụng. Và cái hai là các bạn để ý cái thông số ha, đây đừng có lẽ là truy ta trò cung trận sự đó là 20A, không phải là pin 20A quý vị, cho phép tối đa 20A. Còn cái dòng này nó ghi là 48/12A, chứ bạn coi cái dòng 48/12A ha. Còn cái mã trên là cái mã của XH480 này, mình có thể test ra được ha quý vị. Cái này là những cái mã vạch này nó test ra được, mình sẽ test ra được hết á. Đây trên nó mà có, nó có một cái mã ở dưới nè, các bạn thấy không, nó khác thông số hết đó. Test pin nè, đừng có nghĩ ai báo cho các bạn pin này 20A coi vậy là làm chết ha. Nhiều khách hàng tư vấn cho mình là coi làm chết luôn, tại vì mình cũng đã có đi test một số chỗ đại lý á, họ bán dòng xe này họ nói 15 không, nhưng mà lúc khi mình mở ra mình coi cục pin đó thì hầu như là những tem này nó không có cái gì ạ. Tem trên đây không có, như bị xé mất hay là do vấn đề gì đó, thất lạc hay gì đó mà nó mình không biết. À, nếu mà để cho mình test cái cục pin ra mình sẽ biết nó là của chính hãng hay là hàng lô, nói chung là vậy. Có thể ra ha, đừng nghĩ là mua những cái pin gáp vô rồi cũng giống như vậy, nhưng mà test ra mã vạch là hết được, ra được hết nha quý vị. Em bán chính hãng cho nên em không có khe vấn đề là hàng lô hàng gì đây ha. Thường quý vị, đây nó đưa về đây, nó phải tháo ra mình gài gáp lại ha. Cái này là mình tự tay gáp cho quý vị ha. Và lưu ý một điều ha, đây cái bàn xác nhận của nó thôi, không quan trọng cái bằng cấp, giống như bằng cấp tốt nghiệp của nó vậy đó, mà ai đi xe này có bằng cấp tốt nghiệp ha. Thứ hai là đây cái chùm chìa khóa là hai cái đèn trước ha, cái này là mình tự gáp, đây là cái pin của nó và cái in, nói chung mình tháo ra là mình sẽ gáp từng chi tiết cho các bạn. Và mình sẽ lấy cái này cũng như cũ ha, keo trắng sữa 704 cafuter, mình sẽ đố vô cái mạch, nói chung là mình làm sao mà để nước không có khả năng vô cao vô cái bình pin này ha. Cái bình pin này trên nó có một cái mạch, đây cái mạch bên này là mình sẽ nối vô, mình để tích luyện cái mạch đó cho các bạn, không cái đó là mình tự làm cho các bạn luôn đó. Còn cái vấn đề thứ hai là ai nữa là cái này mình đang liên lạc với bên kia là bên bán những cái chân đạp này nè, có thể là mình không dùng chân đạp này, nhiều khách hàng là đã từng bị cái chân đạp này dướng chê rất là nhỏ không đạp được ha, cho nên mình sẽ làm cái chân đạp, mình sẽ nói chung là mình sẽ order một cái chân đạp dạng to hơn, dài gấp đôi như thế này, nó cũng gấp gọn như thế này, gấp lại hôm bước mình làm cái clip rồi ha, để cho các bạn tiện hơn cái phần đó, là mình sẽ hỗ trợ cái phần đó riêng cho các bạn ha. Sẽ dự tính là sẽ liên lạc với bên kia để nhập vài chục cái về cho các bạn thay và bán lại cho các khách hàng nào có nhu cầu lên cái chân đạp như thế này ha, vì nó rất là nhỏ khó và đạp, ngay cả mình test mình cũng thấy khó chịu rồi. Đây nó sơn rất là đẹp ha, bên kia chất nhựa là nó sơn món phụ nano đó bạn, cái nó phụ lên màu rất là đẹp ha. Hàng nguyên bản 2020, ai có nhu cầu liên hệ với mình ha. Như vậy là mình đã có hai mẫu. Trước khi đi giao hàng thì mình bán rồi, mình cũng phải test một lần cho quý vị nên yên tâm về động cơ này kia ha. Đó cái động cơ của nó, bánh mâm nè rất là chắc, cái bánh này nhìn rất là chắc ha, so với những cái bánh đúc mà mình thấy trên thị trường bán của 2020-21 á, là nó xài cái bảng đó như là nó độ lên, nó nói là bảng 3 yên, thật ra nó độ cái yên, nó gáp cái yên này vô thôi. Nhưng mà có những cái yên nhìn xấu lắm, mình không biết tại sao cái yên nó lại ốm nhôm teo đến thế mà cũng gáp thành 3 yên ha. Bởi vì độ chắc nó bám ngồi thì không yên lắm đâu, người 50-60kg chắc nó cũng bị sụn á. Rồi mình xin phép mình gáp lại một bộ hoàn chỉnh.
Đó, cách nhận biết của cái yên cũng dễ lắm bạn. Yên người ta chế độ mua thêm á là yên của mình dài lắm nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, rất là dài ha. Còn yên người ta tới đây à, có một khúc mà màu lại lạc tông nữa. Màu giống như là biển cường lắm nè. Đây màu tông nè, các bạn nhìn thấy màu tông không? Là bộ bộ đúng của nó, nhà sản xuất đưa ha, chứ không phải là cái yên mà các bạn nhìn nó ốm teo ở đây nè, ốm tem mà nhìn nó có một gang tay à. Nó vừa được cái mông của nít thôi chứ không phải là người lớn ngồi nữa. Đây mình ghiêu ra bự cho các bạn coi nè, thấy chưa? Đó, rất là dài ha, thậm chí là ngồi giữa lưng còn được ha. Yên này chịu lực rất là cao so với những cái yên mà mình thấy người ta đổ lên, nó nhìn giống như mà thực tế lớp cằm lên là khác liền. À, hôm nay cũng có dịp đi test ở cái cửa hàng thì cũng biết, nói chung là cái đó là buôn bán của người ta, nhưng mà mình không có giống như cái của mình đâu. Mình khẳng định là như vậy, mình mới dám khẳng định với bạn là tiền nào của đó, giá của yên của mình là như thế. Rồi ai có nhu cầu liên hệ với mình, ok không? À, ok, bây giờ là mình test cho các bạn ha, để thấy cái bàn xe ha. Đây, hướng mình là 1m6 nè, các bạn thấy không? Đây, ngồi lên ha, mở nguồn nè. Đây, mình mở nguồn ra, các bạn thấy thông số không? 1, 2, đây là pin đầy ha, báo pin nè, 1, 2, 3, 4, 5 báo pin ha, thông số là bằng 0, tết độ bằng 0 ha. Đây là nó có một cái khóa rất là đơn giản, đây là khóa mở nguồn. Ví dụ như các bạn không xài với bà xài này, nó cũng được ha, không có chìa khóa vẫn xài được ha. Bấm cái lên, cái này tắt nè, không? Remote nè. Rồi, khóa chống trộm ha, đây là các bạn đi ngủ nè, chống trộm nè. Rồi, các bạn đẩy cái này nó kêu, đây mình đó, nó kêu, nhúc nhích là nó kêu ha. Rồi, ok. Rồi mình phải tắt chế độ đó. Rồi mở cái này ha, remote nè. Đó là xài remote thì không sợ mở được cái này ha quý vị. Rồi, ok không, mở lên ha, mình dùng remote. Còn cái này là nhìn lại nó ba auto nè, test tốc độ nè, đây là biển số pin nhảy nè, 51 nè, chip nè, rồi số chuyến đi nè. Rồi bây giờ mình test cho các bạn thấy ha, gạt chân trống ra. Cho nên mình gạt chân trống ra ha. Rồi, xong đó rồi mình mở ra. Rồi mình test cho các bạn. Đó. Rồi. Có 25 cây mà thấy chạy nhanh là phiên bản này là 30 km nha. Đây mình gạt lên cho các bạn coi nè, phiên bản của mình là 30 km cho một lần sạc. Rồi. Cho 1 giờ ha, lần sạc của các bạn là đi một lần 50 km, có nghĩa là trong phạm vi các bạn đi là 50-55 km cho một lần sạc. Còn đi tốc độ là kéo hết mát là 30 ha. À, các bạn lên không? Đó, kéo hết mát là 30. Các bạn thấy không? Chỉ số 31 nè. Đó. Một lần sạc là đi từ 50-55 km ha. Đây, thông số là 12 pin ha, rất là mạnh nha. Thông số pin là rất là rõ ràng. Đây là bánh mâm kim loại đó bạn, full luôn ha, rất là nặng. Không phải là bánh mâm thường như đợt 2022-21 như mình đang thị trường Việt Nam mình đang bán đâu. Đây hàng chính hãng của nó và cũng ra có giấy chứng nhận ha. Cái đó mình đã show lên cho các bạn thấy rồi. Rồi ok ha. Ai có nhu cầu liên hệ với mình chỉ có hai màu này thôi. Số lượng thì không có nhiều đâu, mình nhập chừng có vài chiếc cho một đợt màu thôi. Ai liên hệ thì lấy sớm ha. Các bạn lưu ý ha, hai bạn này mình đã test cái chìa khóa cho các bạn coi. Ví dụ như các bạn dùng khóa mở khóa thì tất nhiên tắt bằng khóa. Đây, tắt khóa mở khóa là dùng chìa khóa, không dùng remote thì tắt bằng. Ví dụ là bạn mở bằng ổ khóa thì phải tắt bằng ổ khóa ha, nguyên tắc. Còn dùng remote thì tắt remote. Đây, ví dụ điện thứ hai là chiếc này, mình đã không xài nguồn. Đây, bạn có tắt điện cũng không được, đúng không? Đây, nó xài remote. Đã bạn mở chế độ remote đây thì bạn xài. Bấm nút xa, kép nè, mở, tắt nè. Rồi, này là chống trộm đi ngủ ha. Bấm cái đi ngủ ha, xong đó mở lại như cũ ha.